Thưa quý vị, trước tình trạng đông đúc của siêu thị hiện nay, các bạn trẻ đã nghĩ ra cách đi chợ vào các khung giờ như 12 giờ, 13 giờ để tránh tiếp xúc nhiều người. Trước khi thành phố Hồ Chí Minh có lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, người dân thường chọn hai ngày cuối tuần để đi siêu thị mua sắm. Tuy nhiên những ngày gần đây, nhiều người trẻ chia sẻ bí quyết đi siêu thị không đông khi chọn ngày thứ đầu tuần và các khung giờ nắng trói chang. Những ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lệnh giãn cách xã hội, các siêu thị, cửa hàng bách hóa xanh luôn trong tình trạng đông nghẹt khách. Nhiều người dân ngán ngẩm khi mua hàng mất 30 phút nhưng chờ tới tận 2 giờ mới đến lượt thanh toán. Để tránh tiếp xúc nhiều người và chờ đợi quá lâu, các bạn trẻ không còn đi siêu thị vào mỗi sáng hay chiều tối, mà thay vào đó, họ tận dụng ngày thứ trong các tuần và các khung giờ vắng khách để đi mua sắm. Đứng chờ ở quầy thu ngân, Trần Vũ Hồng An, sinh viên năm 2 trường Đại học Kinh tế Luật thành phố Hồ Chí Minh nói: Người dân rất hay nghỉ trưa vào khoảng từ 12 giờ đến 13 giờ. Họ cũng không muốn ra ngoài đường vì nắng nóng. Tôi chỉ khó đi vào giờ này sẽ giảm việc tiếp xúc nhiều người, lúc thanh toán cũng không còn chờ đợi. Sài Gòn Coop cho biết lợi dụng hệ thống bán hàng bình ổn, một số cá nhân đã gom hàng siêu thị số lượng lớn đem ra ngoài bán hưởng lợi. Điều này theo liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh đã khiến một số mặt hàng thiếu hụt cục bộ. Siêu thị không châm hàng kịp dẫn đến việc một số người dân có nhu cầu thật sự không mua được hàng, nhất là trứng gà. Do đó các siêu thị phải dán bảng hạn chế số lượng mua để giúp càng nhiều người mua được hàng càng tốt. Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op cho biết dù chịu nhiều áp lực từ các chi phí phát sinh trong công tác vận tải, vận chuyển, xét nghiệm cùng rất nhiều khó khăn về nhân sự, nhưng Sài Gòn Co-op vẫn không tăng giá hàng hóa để chia sẻ áp lực chi tiêu cùng người dân. Theo đơn vị này, giá cả các mặt hàng rau củ quả, thịt, trứng, sữa, gạo của hệ thống siêu thị có mark, có extra, có full chưa có bất kỳ điều chỉnh tăng nào từ trước giãn cách cho đến nay. Dù giá các mặt hàng trên thị trường đã tăng gấp nhiều lần, với món ăn chế biến nấu chín để đưa lên kinh doanh tại app quét của Sài Gòn Co.op cùng các ứng dụng công nghệ rau đồ ăn Sài Gòn Co.op cho biết đang xây dựng danh mục khoảng 200 món và combo. Theo đó, danh mục món ăn này chia làm 3 món chính gồm các món ăn sáng, món dinh dưỡng ăn liền và các nhóm tiện lợi cả ngày. Với thao tác chế biến hết sức đơn giản. Hiện số lượng nhân sự của Sài Gòn Co-op tại thành phố Hồ Chí Minh chưa đến 10.000 người nhưng đang phục vụ ước tính cho 3 đến 5 triệu người dân thành phố. Ngoài phục vụ tại siêu thị bán hàng online, hệ thống siêu thị còn chịu trách nhiệm cung cấp hơn 10.000 suất ăn và nhu yếu phẩm cho các khu cách ly, bệnh viện dã dạ chiến. Thưa quý vị, DKN TV sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.